Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Where to Read Cartoon, cũng như trở lại với series The Amazing World of Gumball. Ở video lần trước của series này, tôi đã kể cho các cậu những sự thật thú vị về Gumball phải không nào? Vậy, ở video lần này, Where to Read sẽ cùng các cậu đi tìm hiểu thêm những điều thú vị khác nữa về một thành viên tiếp theo trong gia đình nhà Watterson, đó chính là anh chàng cá da cam Darwin. Video sẽ được bắt đầu. Let's go! Sự thật số 1. Cậu cá Darwin có một cái tên siêu dài là Darwin Raglan Caspian Ahab Poseidon Nicodemus Watterson III, hay ngắn gọn chỉ là Darwin. Darwin Raglan Caspian Ahab Poseidon Nicodemus Watterson III. Cái tên Darwin là do Gumball đặt cho con cá vàng đầu tiên mà bố mẹ mua cho cậu. Nhưng sau đó do nhiều lần đổi con cá, nên cuối cùng cái tên Darwin lại thuộc về chính Darwin. Một điều nữa, cái tên Darwin là do Gumball xóc đĩa ra một vài ký tự vô nghĩa. Và rồi, cái tên Darwin không biết từ đâu hiện lên đầu cậu, rồi từ đó mà dùng tên đó cho con cá luôn. Darwin. What? But that spells Jepoxfred. We really need to get you enrolled in school. Sự thật số 2. Darwin ban đầu chỉ là một con cá vàng bình thường, được bố mẹ Richard mua ở The Awesome với giá 100 đô. Nhưng sau khi về nhà Watterson, cậu bé lại có nhiều sự thay đổi rất lớn. Đầu tiên là cậu đã học cách nói và chập chững gọi tên Gumball. Sau đó nhờ tình cảm đặc biệt giữa cậu và Gumball, Darwin đã tiến hóa thêm để có thể trở về với gia đình sau khi bị xả nước ra biển. Cậu ta xuất hiện phổi và cả chân tay sau một quãng đường dài từ biển về. Sự thật số 3, Darwin có thể nói khá nhiều ngôn ngữ. Như trong tập 2 phần 1 The DVD, cậu ấy đã nói với Gumball một câu bằng tiếng Trung khá phức tạp. Cũng như trong tập 10 phần 2 The Treasure, cậu đã nói tiếng Pháp rất thành thạo khi bị thôi miên. Trong tập 4 phần 4, The Others, Darwin cũng đã nói chuyện với Claire bằng tiếng Quảng Đông. Không chỉ vậy, Darwin còn có khả năng giao tiếp với động vật, như đã thấy trong tập 21 phần 4, The Original, tập 28 phần 3, The Question, và tập 19 phần 4, The Trader. Sự thật số 4, Darwin có một bộ da mặt rất dày. Trong tập 2 phần 1, The DVD, Gumball đã thọc gần như cả cánh tay của mình vào mặt Darwin mới có thể sờ thấy xương gò má của cậu. Cũng trong tập đó, Darwin được tiết lộ rằng cậu có xương gò má cao khi hai anh em đang tìm việc để kiếm tiền trả cho chiếc DVD. Sự thật số 5, phần đen mà các cậu hay thấy ở dưới cánh tay và một phần chân của Darwin thực chất là cái bóng của đầu Darwin chiếu xuống vì cậu ta có một cái đầu còn to hơn cả phần còn lại của cậu. Cái bóng này thường bị hiểu lầm là quần áo của Darwin. Trong phần 1, cái bóng đó được vẽ rất rõ nét nên đã gây hiểu lầm. Nhưng đến phần 2, cái bóng từ đầu Darwin đã được làm mờ đi gần như biến mất. Sự thật số 6. Trong tập 2 phần 1, The DVD, Darwin được chứng minh là có một da mặt rất tốt. Khi mà cả hai anh em cùng đi trang điểm mà mỗi Gumball bị dị ứng để biến dạng, trong lúc đó thì Darwin lại rất bình thường, thậm chí còn trông rất lộng lẫy. Why am I looking at the floor? Okay boy, so how did the test go? Sự thật số 7. Darwin là một người luôn rất hạnh phúc, vui vẻ và tích cực. Cậu ấy rất lạc quan, luôn cố gắng để nhìn thấy những điều tốt nhất trong hầu hết các sự việc mà Darwin tham gia. Và nói chung, cậu luôn cố gắng để có một nụ cười trên khuôn mặt. Trong tập 31 phần 1, The Meddler, khi mẹ Nicole đến trường cùng Gumball, Darwin đã cười suốt một thời gian dài để mẹ vui, đến nỗi cậu bị chuột rút mặt và không thể cười được nữa. Darwin không chỉ mong muốn được hạnh phúc, mà cậu còn mong muốn được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Trong tập 2 phần 3, The Fan, Darwin đã rất nỗ lực để giúp Sarah vui vẻ khi cậu bé hợp tác cùng Gumball diễn lại theo kịch bản của Sarah. Cũng như trong tập 23 phần 4, The Advice, Darwin đã làm mọi thứ để mọi người trong phòng y tế vui vẻ, mặc dù không khả quan cho lắm. Sự thật số 8, Darwin là một con người rất thật thà, vì vậy cậu ta luôn không thể hùa theo được những lời nói dối của Gumball. Cậu ấy còn thậm chí không dám chỉ trích người khác vì hành vi sai trái của họ. Như trong tập 12 phần 2, The Words, Darwin đã không dám nói với Suzy rằng cậu ta đang làm ồn và ảnh hưởng tới Darwin, hay không dám nói thẳng khi có người tranh hàng của cậu. Darwin thường bị nghẹn khi nói ra những lời không tốt với người khác. Như một lần, trong tập 12 phần 2, The Words, Gumball đã dạy Darwin nói ra những điều mà cậu bé luôn giữ trong người, khiến Darwin trở thành một con người luôn đâm chọc người khác, đến nỗi thầy Small phải dán mồm cậu ta lại. I think I have the right treatment for your problem.
Sự thật số 9, Darwin khá sợ đám đông. Vì vậy, mỗi khi đứng trước nhiều người, cậu ta thường tỏ ra rất lúng túng. Như đã thấy trong tập 20/3, The Shell, khi Darwin diễn một vở kịch cùng với Gumball, khi đến lời thoại của cậu bé, thì Darwin chỉ đứng đực ra đó và toát hết mồ hôi và phải để thầy Small bóp mồm và nói hộ cậu. When Bill came to see the Beast, she realized that she had loved him all along and cried for her lost love. Sự thật số 10, mặc dù Darwin là một người tốt bụng, nhưng nếu cậu ta bị tức giận quá giới hạn, thì Darwin sẽ trở thành một con người khá đáng sợ. Như trong tập 6/2, The Banana. Khi Banana Joe đã làm Darwin tức giận, khiến cậu đến tủ của Joe và phá mọi thứ bằng mồm của mình. Nhưng thường thì sau khi Darwin mất kiểm soát và làm việc gì đó quá giới hạn, khi hết giận, cậu ta sẽ ngay lập tức áy náy vì hành động của mình. Reach an understanding. Sự thật số 11, trong gia đình nhà Watterson, chỉ có duy nhất Darwin gọi bố là Mr. Dad. Sở dĩ là vì sau khi sống cùng nhà Watterson, Darwin vẫn gọi Richard là Mr. Watterson một cách tế nhị. Sau này thì khi đã gọi là bố rồi, thì cậu vẫn giữ nguyên thói quen, thêm chữ Mr. vào trước chữ Dad. Sự thật số 12, nếu các cậu để ý, các cậu sẽ thấy trong tên đầy đủ của Darwin có những điều rất đặc biệt phản ánh lên trí con người của cậu. Cái tên Darwin Raglan Caspian Ahab Poseidon Nicodemus Watterson III. Chúng ta sẽ bắt đầu với từ Darwin. Từ Darwin rất có thể dựa trên nhà khoa học Charles Darwin, một nhà bác học nổi tiếng với thuyết tiến hóa. Từ này là để chỉ đặc điểm tiến hóa đặc biệt của Darwin khi mà cậu là cá nhưng lại có phổi và chân tay. Raglan, từ này chỉ một loại áo có màu ở cánh tay khác với màu của thân áo. Từ này ám chỉ chiếc giày xanh có viền trắng mà Darwin hay đi. Hoặc có lẽ từ này chỉ con tàu HMS Raglan, một tàu ngầm theo dõi của Hải quân Hoàng gia Thế chiến 1. Tiếp theo là Caspian. Đây chính là tên của biển hồ Caspian, cái hồ lớn nhất thế giới. Có lẽ đây cũng chính là nơi Darwin sinh ra trước khi bị đem bán trong chiếc xe van đỏ. Còn hai từ phía sau, Ahab và Poseidon, là hai cái tên của hai con người vĩ đại liên quan tới biển. Ahab là tên của thuyền trưởng con tàu Moby Dick đã ra khơi để săn cá voi trắng. Còn Poseidon là vị thần của biển cả theo thần thoại Hy Lạp. Cuối cùng là Nicodemus. Từ này theo tiếng Do Thái có nghĩa là tái sinh. Có lẽ từ này ám chỉ sự tái sinh kỳ diệu của Darwin sau khi bị bố Richard xả toilet ra biển. Okay, everybody say cheese in 3, 2, cheese! Sự thật số 13. Darwin có hai đặc điểm khá tương đồng với Evil Toto. Thứ nhất, cả hai đều là pet nhà Watterson. Thứ hai, là trong nhà Watterson, chỉ có duy nhất Darwin và con rùa đó là động vật không có vú. Sự thật số 14. Darwin mặc dù là cá, nhưng cậu ta lại rất thích những món ăn cay. Điển hình là đồ ăn của Mexico, đặc biệt là món bánh taco. Như Darwin đã nói trong tập 35/3, The Countdown. Khi Gumball tính bùng học cho hai anh em vì lý do Darwin ăn bánh taco hỏng nên bị ốm, Darwin đã từ chối và nói rằng Gumball không được chê bánh taco vì nó rất ngon. Sự thật số 15. Theo như Ben Bartlett, nhà sản xuất series, ban đầu Darwin được thiết kế ra để làm một series hoạt hình khác nói về cuộc sống của những sinh vật thần thoại sống trong thế giới phép thuật. Nhưng bởi vì series đó không được ban hành nên nhà sản xuất đã lấy luôn Darwin để đưa vào series The Amazing World of Gumball. Sự thật số 16. Darwin từ trước tới giờ đã trải qua 3 mối tình. Đầu tiên là mối tình với cô bạn May Masami. Đây có lẽ mới là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình khá đáng sợ đối với Darwin. Trong tập 9/1, The Pressure, tất cả bắt đầu do Masami nói dối với các hội con gái rằng cô có bạn trai. Nhưng khi bị hỏi ra, cô lại lấy bừa một cái tên, đó là Darwin. Darwin! Darwin? Yeah! Từ đó, Darwin trở thành bạn trai hờ của Masami. Tất cả mọi chuyện chỉ kết thúc khi Darwin lỡ hôn Gumball ở nhà trên cây và từ đó kết thúc mọi chuyện. Thứ hai là với Rachel, cô ấy là chị của Tobias. Trong tập 14/1, The Party, khi Rachel mở tiệc ở nhà và mời mọi người đến chơi, nhưng cuối cùng chỉ có lũ lít nhít tầm tuổi Gumball đến và phá vỡ cả buổi tiệc và làm bầy bừa mọi thứ. Nhưng Darwin đã giúp Rachel dọn sạch tất cả và được Rachel thưởng một nụ hôn khiến cậu bất động. Is he gonna be alright? Yeah, he'll be fine. Cuối cùng là bạn gái hiện tại của Darwin là Caris. Darwin đã từng thích thầm Caris khá lâu và Caris cũng vậy.
nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện với nhau thì hai người mới nhận ra tình cảm của nhau và bắt đầu hẹn hò cho tới tận kết thúc. Sự thật số 17, mặc dù sống được trên cạn, nhưng Darwin vẫn cần nước để sống như một con cá. Vì vậy, mỗi khi đến giờ đi ngủ, các cậu sẽ thấy Darwin ngủ trong một cái bể cá nhỏ đặt cạnh đầu giường Gumball, chứ cậu không ngủ trên giường. Và cũng là vì cái bể cá đó, cậu đã sống trong đó từ khi mới về với nhà Watterson, nên cậu bé đã giữ nguyên thói quen ở trong bể cá. Sự thật số 18, Darwin luôn sống rất tình cảm. Cậu ta yêu quý mọi người xung quanh mình, đặc biệt là tình cảm cậu dành cho Gumball hết sức to lớn. Sở dĩ điều này là do Gumball là người bạn đầu tiên của Darwin, cả hai còn chơi với nhau từ lúc rất bé. Cũng chính vì tình cảm này đã giúp cho Darwin có hình dáng như hiện tại. Nhưng đôi khi tình cảm này của Darwin đi quá giới hạn khiến cậu ghen tuông một cách kỳ quặc. Trong tập 23 phần 2, The Bros, Darwin đã ghen lồng lộn với Penny vì Gumball thường chú ý với Penny nhiều hơn với Darwin, khiến Darwin giận dữ và xen vào mọi cuộc hẹn hò của Gumball và Penny. Sự thật số 19, trong tập 6 phần 1, The Dress, chúng ta đã thấy Darwin vẽ Gumball bằng tay trái của mình, nhưng trong các tập khác cậu lại dùng tay phải. Có lẽ Darwin là người thuận cả hai tay. Sự thật số 20, Darwin thường có thói quen đứng trên ghế thay vì ngồi, bởi lẽ cậu không có phần mông, nên khi ngồi sẽ gây ra cảm giác khó chịu, đặc biệt là trong hầu hết phần 1, Darwin chỉ đứng trên ghế. Sự thật số 21, mặc dù là cá, nhưng Darwin lại có một đôi chân rất dài. Vì vậy, cậu ta có thể chạy rất nhanh trên cạn, thậm chí còn nhanh hơn cả Gumball. Không chỉ vậy, Darwin còn rất giỏi leo trèo. Sự thật số 22, giống như anh Gumball của mình, Darwin có khả năng chơi ukulele rất hay, như đã thấy trong tập 37 phần 2 The Internet, trong đoạn video mà cậu đã quay cùng Gumball để đăng lên mạng. There's a beating heart in everything, and I know that there is one in you. Sự thật số 23, Darwin mặc dù là cá, nhưng cậu vẫn có thể giữ trữ một lượng lớn không khí ở trong phổi của mình, trong khi cậu di chuyển ở môi trường nước, mặc dù không cần oxy để bơi. Trong tập 1 phần 1 The Responsible, trong lúc hai anh em Gumball và Darwin bơi vào nhà để cứu Anais, lúc Gumball hết không khí, Darwin đã truyền một lượng không khí đủ để Gumball ổn định. Sự thật số 24, trong tập 14 phần 1 The Party, Darwin cho thấy cậu có một khả năng dọn dẹp siêu đỉnh, mặc dù khả năng bầy bừa cũng địch không kém. Darwin đã tự nhận mình là cá dọn bể và giúp Rachel dọn sạch cả cái nhà chỉ bằng mồm của mình. Không chỉ thế, Darwin còn sửa được nguyên cái ghế sofa bị hỏng bằng cách nuốt nó vào rồi nhả ra. Sự thật số 25, Darwin có một lá phổi rất to, vì vậy cậu ấy cũng có thể hét ra một âm thanh siêu lớn thuộc khoảng sóng siêu âm trong tập 23 phần 2 The Castle và tập 18 phần 2 The Flickers. Darwin đã hét to tới mức phá vỡ mọi cửa kính của những tòa nhà lân cận. Sự thật số 26, trong suốt cả series, Darwin chỉ duy nhất không xuất hiện ở 5 tập, đó là trong tập 16 phần 4, The Apprentice, tập 27 phần 4, The Awkwardness, tập 31 phần 5, The Singing, tập 21 phần 6, The Spin-offs, và tập 22 phần 6, The Transformation. Sự thật số 27, Darwin là một người khá là bị động, vì từ khi còn bé tới giờ, cậu luôn làm theo những gì Gumball làm. Vì vậy, khả năng đưa ra quyết định của cậu khá là tệ. Nhưng trong tập 24 phần 2, The Sidekick, Darwin đã nhận ra rằng cậu luôn làm mọi thứ Gumball nói. Điều này khiến cậu khá giận Gumball, vì ai cũng luôn tưởng Darwin là phụ tá của Gumball. Vì vậy, Darwin đã đòi làm chỉ huy một lần và dẫn đến một việc ngớ ngẩn là bắt cóc mẹ của Tobias. Sự thật số 28, Darwin có khả năng giả giọng rất siêu. Như trong tập 31 phần 2, The Voice, cậu ấy đã giả một giọng trầm rất đúng. Hay là trong tập 35 phần 3, The Countdown, Darwin đã giả giọng cô Simeon một cách hoàn hảo cho Gumball nghe. Sự thật số 29, Darwin mặc dù là một con cá thì không có tóc, nhưng bằng một điều kỳ diệu nào đó, trong hai tập là tập 31 phần 2, The Voice và tập 18 phần 1, The Refund, cậu ấy đã mọc được tóc trên đầu, không chỉ vậy mà còn là một mái tóc rất đẹp. Sự thật số 30, vì trước đây chỉ là một con cá vàng, nên khi thành một con cá vàng có chân, có cảm xúc, thì Darwin cũng phải mất tới 5 năm để học được cách thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Đến tận bây giờ, cậu ấy đôi khi vẫn không thể kiểm soát được nó. Sự thật số 31, trong tập 29 phần 2, The Game, đã tiết lộ rằng Darwin thực chất là con cá thứ 3 có tên Darwin, sau hai con cá trước cũng được nuôi ở nhà Watterson với tên Darwin. Darwin 1 đã chui xuống gầm giường và chết queo ở đó thành một bộ xương, còn Darwin 2 thì biến mất không một dấu vết. Do vậy, Darwin có số 3 trong cái tên của cậu. Sự thật số 32, Darwin mắc chứng sợ ngày lễ Halloween. Sự thật số 33,
Darwin của chúng ta khá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi con người được sinh ra từ bắp cải. Sự thật số 34, Darwin bị dị ứng với lông vũ. Như trong tập 16/3, The Allergy, sau trận chiến gối với anh em ở nhà, Darwin đã bị dị ứng một thời gian khá lâu và càng ngày nó càng nặng, đến nỗi mỗi cơn hắt xì của Darwin như là một cơn bão vậy. Sự thật số 35 là một con người luôn hòa đồng và có bạn bè xung quanh. Vì vậy, Darwin rất sợ nỗi cô đơn và sự ruồng bỏ. Trên đây là top những sự thật thú vị về Darwin mà tớ tìm hiểu được. Các cậu thích nhất điều gì về cậu cá này? Hãy comment ở dưới cho chúng tớ biết nhé. Cảm ơn các cậu đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các cậu ở những video lần sau. We're too weird out.